Bây giờ thì nó đã chín hết rồi mọi người. Đây nè mọi người, rất là vàng luôn nha, rất là thơm luôn. Đó. Ui, dính mép kìa. Hi, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại kênh Tiền Ăn Ngon nha. Hôm nay thì mấy chị em sẽ nướng vịt cho mọi người, nướng vịt với lại thịt heo, thịt sườn heo mọi người. Bây giờ thịt đó thì mình sẽ chặt ra để mình ướp nha mọi người. Đây là con vịt nè. Đồ ngon chị. Không vịt thịt không? Dạ. Hồi nãy chị ấy cho đó. Sòn hả? Dạ chị sòn. Chị sòn hả? Dạ chị sòn. Mình chặt nhá dao rồi mọi người để cho nó hồi nước ớt thịt cho nó thấm. Làm neo đó mày. Bây giờ thì mình sẽ nhúng than nè để mình chuẩn bị nướng con vịt nha. Vịt cũng đã chặt xong mọi người, giờ mình sẽ chuẩn bị ướp thịt nha. Đường cái đi. Còn một số đường nha. Sao? Mình đâu có ướp mật ong hả chị ha? Chào em không đau. Chào mình cũng không đau. Nghiêm. Còn một số mật nghiêm. Hôm nay thì mình nấu chao, mình sẽ nấu chao vô nha. Một con vịt thì mình sẽ hết cái chao không chị? Không hết. Mình lấy cái này nè. Mình lấy cái cục này nha mọi người. Mình chưa lại cái nước nha, để cho nó mặn. Sao mà chị có cái tội xếp? Chai này uống là thơm sợ. Dạ. Ngon quá. Thơm mùi đó. Ừ, thơm mùi. Dạ. Quả nhúng lửa chín là đây mình thấm rồi đó. Dạ đúng rồi. Lửa cháy rồi mình thấm rồi đó. Bây giờ mình sẽ băm chảo nha, để mình phi lên nha. Bây giờ thì mình sẽ phi tỏi nha mọi người. Bây giờ thì mình sẽ không có mùi gì thơm bằng mùi tỏi. Dạ đúng rồi. Thơm quá. Giờ hết rồi. Hết hồn anh. Hồn mày. Nè xong cháy rồi. Cháy chưa? Cháy rồi. Yếu than. Xong lấy than thêm. Giờ mình sẽ đổ tỏi vô nè. Cho nó thơm. Thơm quá chừng luôn. Vậy là mình ra mình nướng được hả chị? Ừ, nha nướng nè, cho mấy cái này nè. Dạ. Cái này ớt khoảng 15 phút là nó thấm đó chị. Chao nó cũng mau thấm mà. Bây giờ mình sẽ đi chặt cây mía nè. Để mình xiêm vô cái con vịt cho mọi người cho nó ngon nha. Cái đó trồng được đó chị. Dạ. Dạ.
Bây giờ mình sẽ lóc mía nha mọi người. Trời ơi trời, làm gì mà nhìn nhìn vậy? Xin vô. Mày đuổi ông. Xin vô cái mấy cái miếng vịt nha mọi người. Mình cho nó ngọt cho nó ngon nha, thơm. Để nó cắm tiếp đây, với miếng thịt cái này, này kia gì đó. Còn mấy kia mày nướng nướng đi. Ừ gì nè. Ngon chưa? Miếng thịt đi. Thịt bự bự vô. Đó. Cột được chưa? Miếng nữa cột khó cột nha. Cái này đi, này bự quá. Mỏng mỏng mới được, cái đầu này phải mỏng mỏng mới được. Cái hồ câu. Chờ cái đít đi. Đít đi. Đó. Ngon chưa? Ê, cột có đâu? Bây giờ mình sẽ cột lại nha mọi người. Đó. Xịt lại. Đấy, cái bàn trọng nữa các bạn. Không sao đâu. Không sao đâu chị. Gớt vậy là được rồi, không gớt. Nè. Nè, để ta gỡ vào tay người ta. Để ngay. Bây giờ mình làm cho hết luôn nha mọi người, làm cho hết thịt luôn nha. Bữa nay thì mình làm kiểu mới thử bên ăn như thế nào. Ngon, mới mốt làm tiếp. Mới mốt làm tiếp đúng rồi. Cậu ơi. Bảo Lộc mà chỉ băng là băng băng gì không? Băng cái đi. Băng nướng. Nướng là nghề của chàng đó. Làm gì vào? Nướng hay à? Nướng mà hay nè. Hôm qua cũng nướng suốt. Hôm qua nướng cá hả? Ừ, cũng nó tại chỗ này. Dữ hen. Giờ mình sẽ đẩy lên. Ôi trời. Gớp luôn đi. Tại vì á con vịt nó bự mọi người cho nên mình làm cũng không hết nữa. Mình làm được có 3 xiên à. Rồi, rồi xong. Mày nướng là mày nướng lại, mày nướng lại tao đi cha. Ok. Ha. Dạ. Bây giờ mình được 3 xiên rồi mọi người, với lại còn dư cũng khá là nhiều á. Cho nên mình cũng để đại luôn. Mình để lên mình nướng đại luôn. Bây giờ thì nó đã chín hết rồi mọi người. Ở đây thì mình sẽ hái rau nha mọi người, hái rau để mình ăn kèm với lại thịt vịt. Ngọt rất là tốt luôn nha. Đây đậu rồng hả? Mình hái coi có đậu rồng không. Ở đây thì mình có rau ngò ôm nè mọi người. Mình hái ăn cũng được luôn nha. Tại vì ở quê mà, có cái gì thì ăn cái nấy thôi. Ngò ôm nó rất là tốt luôn mọi người. Nước á, bây giờ nó giật rồi mọi người, cho nên nó rau á, nó tốt lắm. Ở đây thì mình có một ít đậu rồng nè mọi người. Mình rửa với lại một ít chuối nè. Xong mình kẹp vô mình chấm với thịt vịt ăn nha. Bây giờ mình đã khô khô mại đó mọi người. Nó cũng hơi vàng vàng á. Giờ ở nhà thì còn một ít xương heo nè. Sườn heo cho nên mình bỏ lên mình nướng ăn chung luôn. Ôi con vịt nó nhiều ghê luôn á. Lần đầu tiên á nướng thử. Nướng thử kẹp thử nó ngon không. Bây giờ thì nó đã chín hết rồi mọi người. Ngon chưa? Ở đây là nước mắm mà mọi người. Mình làm nước mắm để chấm ăn nè. Ngon chưa? Ngon chưa mọi người? Hấp dẫn luôn. Ở đây là có một mâm rau luôn nè. Rau sống nè, chuối nè, đầy đủ luôn. Đây nè mọi người, rất là vàng luôn nha. Rất là thơm luôn. Hả? Ui. Đây là nguyên với một con vịt nè mọi người. À, mình xẻ ra. Bây giờ mình xẻ ra nha. Em thôi mà. Đứng ơi. Xẻ à. Ôi. Đây có người điện. Cái rau sống bữa nay 80. Nguyên một cái mía luôn. Không biết nó ngọt không à. Rồi, ui xin trời. Đi. Cái giò à. Xinh sắc. Chị không ăn cơm. Ăn là chị ăn cho vui chị.
Ừ. Ngon hả? Nhưng mà ngon. Bây giờ ngon. Ăn vô cho tôi ngon. Mà tất cả mọi người cùng ăn với gia đình mình nha. Ai ăn ấy thì cắt. Nè cái cánh nè. Cánh gà ốp nướng ngon hơn mình quay mua chợ. Đây cơm ăn cơm bánh bánh thôi. Lên mày. Mình chẻ ra. Mình sắc ra mọi người. Tại vì nó bự quá, sắp ra ăn nó ngon, dễ ăn nữa. Bỏ bánh tráng, nó dễ. Tráng nào? Anh tưởng ăn hết, ăn nguyên cục luôn. Cắn vàng mới đã. Đó, đi. Bà hướng ăn mà nướng giùm đi. Còn gì vậy? Còn thịt heo mà. Cái này là thịt vịt. Sợ ăn không đủ á. Nãy anh đem phải đem cái chinh ngon á. Được. Chuyện tới đây mấy giờ? Em à? Em mấy giờ ta? Em ngủ kéo hả? Nghe mùi nước nở luôn á chị. Khóc ra quá hả? Thơm. Dưa leo chỉnh bán đã chứ trái nào nó dài dài. Ngon lắm. Rồi, thịt thôi, không gì nổi. Dài. Thịt nó dài. Cái dài lắm dài. Mắm bờ no. Nhúc miếng no. Nhúc miếng no. Dạ. Yeah. Ôi, thịt nó chín rồi kìa. Vàng ươm luôn. Đổ mình. Miếng này theo á ta. Theo. Cục xương ngon ha. Vàng ươm. Nào có ăn vàng không vậy ha? Ừ. Nào bỏ vàng. Ờ đúng rồi, mình ấy có miếng thịt không á. Bỏ vô miếng bún nè, ăn nó no luôn. Thịt lắm chắc chắn. Thịt nhiều lắm. Mà con vịt này nó thịt mà. Ủa đó là cái miếng luôn. Hèn chi thịt không. Mời cả nhà. Anh Tấn nè. Bây giờ thì mình sẽ mời tất cả mọi người nha. Rồi chén em nước mắm à, chưa có nước mắm à. Đây nè chị. Cho em xin miếng nước mắm. Dạ, đi dạ. Ừ. Như nước mắm này không cay ấy ta. À, bởi vậy. Miếng thịt nướng nè, chấm với nước mắm. Nó ơi đi. Mời tất cả mọi người nha. Không bỏ, tôm mía mà. Mía rồi hết rồi. Em bỏ hết rồi.
phẩm không? Cái này là thịt heo nè mọi người. Cái chim này phải không? Đang thuộc lòng nha. Này giờ mà tất cả mọi người ha. Ngon ngon, siêu ngon. Gà béo, béo hơn thịt vịt. Trời, Mỹ ăn đâm. Mọi người nghe. Ủa câu béo không? Ngon. Ăn câu đẹp da. Ừ đúng rồi, ăn câu đẹp da. Ngon không mày? Ngon không? Chưa chín á. Cái đậu chưa chín. Đậu chín rồi. Thì mình đang ăn á mọi người, cho nên mình đã thấy cái cầu vồng, chứng tỏ là nó sẽ không còn mưa dầm nữa nha mọi người. Dạo này á quê mình nó rất là mưa dầm luôn. Cầu vồng đẹp lắm, trải dài tuốt lên trên luôn nè mọi người. Mọi người thấy không? Bây giờ thì mấy anh em mình cũng đã ăn cơm xong mọi người. Bây giờ thì xin chào tạm biệt mọi người nha. Nếu mọi người yêu quý kênh thì cho mấy anh em mình xin một like, đăng ký kênh nha. Bye.